Chào mừng các bạn đã đến với mua hàng online, và hôm nay thì mình sẽ test game trên con Galaxy Z7 Pro, mua mức giá là 1,2 triệu trên Shopee nhé. Khỏi phải bàn thì đây là một trong những con máy huyền thoại ở phân khúc tầm trung tại Việt Nam cách đây nhiều năm về trước rồi. Và con Z7 Pro trang bị chip Exynos 7870. Thì ok, chúng ta hãy cùng thử thách xem là con chip này từng được mệnh danh là chipset quốc dân của Samsung vào năm 2016-17. Thì bây giờ nó như thế nào nhé, so với những cái dòng chip Qualcomm thì ra làm sao. Các bạn có thể thấy là với tựa game Liên Quân Mobile thì mình dùng cái DN Turbo để kích 60fps lên. Đây này, app DN Turbo, cho nên là có 60fps đấy, các bạn thấy chưa. Tuy nhiên ở cái phần setting thì mình cũng lưu ý các bạn là chúng ta để những cái mức nó hợp lý thôi. Ví dụ như kiểu là chất lượng hình ảnh là mức mượt, là độ phân giải HD cao, chi tiết ở mức gọi là trung đi. Đó, để chúng ta cũng đừng qua mà hardcore quá. Trước đây thì mình từng hardcore nó lên những cái mức cao á, thì nó bị drop và chiến không thực sự là ok ha. Nên là thôi, với những cái cấu hình quá cũ thì chúng ta cũng thông cảm. Và quan trọng là phải biết cách tối ưu lại. Đó, thì nó mới chiến được. Galaxy Z7 Pro là một trong những cái mẫu máy thuộc dòng Galaxy Z thành công nhất của Samsung ở thị trường Việt Nam nói chung và ở toàn thế giới nói riêng luôn. Sau này cái phiên bản nâng cấp của Z7 Pro đó chính là Galaxy Z7 Pro và Z7 Plus, cũng là hai mẫu smartphone bán cực kỳ chảy và luôn nằm trong danh sách những cái chiếc máy tầm trung bán chảy nhất tại Việt Nam những cái năm 2016 đến 2018. Thời đó sức hút của dòng Z phải nói là quá kinh khủng, đúng không các bạn? Tuy nhiên thì đến năm cuối 2018 thì Samsung đã có một cái bước đi mới là họ khai tử dòng Z, và bước qua năm 2019 thì chúng ta không còn một cái chiếc máy mang dòng Z nào nữa, và Samsung ra mắt dòng M. Đối với dòng M Samsung, nói thật với các bạn là mình cũng không thích bằng dòng Z đâu. Mặc dù có một số những cái chiếc máy nổi bật như kiểu là trước đây chúng ta có M20 rồi là M30S các kiểu, nhưng mà thực sự là mình không quá ấn tưởng với dòng M mới của Samsung, bởi vì là dòng M mới của Samsung thì được gia công sản xuất bởi Trung Quốc ấy, cũng tương tự như những cái hãng khác. Rồi chúng ta bắt đầu bước vào game rồi, cũng hơi lắc ha các bạn thấy ha. Rồi ok, chỉ số khung hình các bạn sẽ nhìn ở phía trên này này. Bây giờ mình sẽ là kích, mình sẽ bật nó lên cho các bạn xem này. Đây hiện FPS nó đang ở mức gọi là 60 luôn ha, 59-60, quá kinh luôn. Mà không biết là nó còn giữ được cái mức như thế này trong xuyên suốt ván đấu hay không, hay là tí nữa nó lại bị drop xuống tầm 3x-4x. Ví dụ như là con Snapdragon 625 cũng là một con chip có thể coi là đối trọng của con 7870 này á, thì khi mình kích lên 60 thì nó bị drop xuống 3x-4x ha. Wow, lên 60 có khác, cảm giác nó cũng khá là mượt. Tính ra là cái con 7870 này là được mệnh danh là chip quốc dân thì cũng có lý do của nó cả đấy, không phải là không có đâu. Và mức pin hồi nãy là mình thấy là 89% nhé, 88 gì đấy. Con voi này khô máu với con voi này luôn này, con voi này. Ý bạn ơi, tôi với bạn, mình xin mạng, tôi chết rồi. Tiểu Vân thì tuổi này, tưởng con mình lại tưởng mu hoặc là tưởng là quy len như Tiểu Vân. Úi ấy, còn Tiểu Vân sao mà ăn được A Thu ở những cái ván đầu, ăn được một bảng khá thơm và FPS vẫn ở mức gọi là 59-60 ha, quá bá đạo cho Exynos 7870. KS thôi. Xin lỗi Tiểu Vân nhé. Hay quá. Tiểu Vân ăn được con đó mà mất mạng thì cũng bằng huề nhỉ. Voi này, voi à, tớ mà phải sợ voi à. Voi này. Mình xin mảng con voi luôn nha, xin mảng luôn, 3 mảng. Hay lắm, quá đẹp, về thôi. Ping nó hơi cao một tí. Mới khởi đầu mà ăn được 3 mảng rồi, quá thơm ngon luôn. Bởi vì là Exynos 7870 và con Snap 625 thì đều sản xuất trên tiến trình là 14 nanomet. Là những bộ vi xử lý có thể coi là đối thủ của nhau cái thời điểm đó. Và bây giờ 625 thì nó vẫn còn xài được ổn.
Và tất nhiên là Exynos 7870 trên G7 Prom thì cũng tương tự. Và các bạn thấy là con Exynos 7870 là không thua kém những cái dòng chip Qualcomm cùng cái thời điểm ra mắt ha, cách đây tầm 4-5 năm về trước, và nó không thua kém. Tự nhiên ăn được 2-3 mảng quá thơm luôn. Thôi cứ kiên trì đẩy bên trên này thôi. Đó, khung hình các bạn nhìn phía trên ha, vẫn giữ mức 5960 là quá bất ngờ luôn. Bởi vì là hôm qua hôm kia thì mình có làm lại con Xiaomi Mi Max 2, thì mình cũng có kích bằng DN Turbo á, bằng cái tool này này, lên 60 thì nó bị drop xuống tầm 3x, 4x, chứ nó không giữ được mức gọi là 5x, 6x như thế này đâu. Nên là mình cũng khá là bất ngờ. Điêu thuyền à, này thì điêu, úi giời, căng thế nhỉ. May mà không có quân địch nhiều. Ấy giờ xuống đây ta bắt ra nè, này thì ra này. Xin vĩnh biệt ra. Voi chắc khiếp rồi, khiếp A Thu rồi, giỡn vậy thôi. Triệu Vân này, bắt Triệu Vân. Đội Triệu Vân Elsua bắn à, tăng 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 tăng. Ba mẹ này Elsua đứng ngắm từ đâu ra này, biết mà ra này. Ra có mà dám bắt. Quá hay. Không ngờ là 7870 lại có một cái màn thể hiện khá là ấn tượng như vậy. Ấn tượng so với cái thời gian và mức giá nhé. Cái Exynos 7870 thì mình tin là bây giờ là cũng còn nhiều bản vẫn đang dùng đấy, chứ không phải là đùa đâu. Là những cái bản mà dùng Galaxy Z. Và con 7870 này thì nó cũng không bị nóng, bởi vì là đây là con chip 8 nhân, xung nhịp là 1.6. Biết ngay mà. Ui da. Hay lắm. Ui da. Con voi này nó cay mình lắm rồi này. Quá cay luôn. Voi chắc cay mình chết luôn đấy, nhưng mà chịu thôi. Bét A Thu. Chết. Rút. Rồi, quay lại chơi luôn. Thanh niên ra, cây mình quá đấy. Úi giời, mình tớ lại sợ cậu quá. Ra đâu, tuy lùng ra đâu. Lên, tuy lùng ra nè. Không ăn được mình, lại còn bỏ mà. Chắc cay lắm nhưng mà làm sao được. Biết làm sao được, vui quá. G7 Prom này thì có thời lượng pin khá tốt nha, dung lượng là 3300. Mình xin luôn 5 mảng. Quá ngon, điều thuyền. G7 Prom bây giờ là đang bán trên các sàn là như là Shopee, Lazada, mức giá loanh quanh tầm là 1 triệu mấy ấy, cho đến là 1 triệu rưỡi. Có một số shop là vẫn bán con này tầm 1.7 triệu ấy, nhưng mà như hàng có thể là hàng đẹp. Còn hàng mà bình thường thì bán tầm 1.2 triệu, 1.3 triệu đến 1.5 triệu là cao. Và tất nhiên là trong phân khúc tầm 1 đến 1.5 thì bạn nào mà kiểu như là thích những cái chiếc máy đến từ Samsung thì có thể cân nhắc G7 Prom để làm máy phụ nhé. Làm máy phụ thôi, còn game thì tương đối. Trước đây thì mình thấy một số bạn cũng comment là đang dùng G7 Prom bắn PUBG Mobile luôn mà. Để cho thấy là cái con Exynos 7870 là cũng khá là ok. Phe mình lên đến trên kia luôn rồi. Đẩy lên đến những cái trụ phía trên này. Điều thuyền đâu? Điều thuyền rất cay mình lắm đây. Chỉ số khung hình vẫn gọi là 5960.
Có điều là chi tiết trong game nó hơi xấu một tí thôi, do là mình chỉnh cái chi tiết xuống, còn lại là nhưng mà ok rồi. Cái con chip cũ như này thì chúng ta setting cấu hình nó hợp lý một tí, không thể nào mà đòi hỏi mà setting nó cao được. Triệu Vân à, tưởng quay lại ulti mình chứ, mổ mình chứ. Elosua đứng ngắm từ đâu vừa. Ui chết chết chết, gặp ông ra ông cay mình. Năm mạng này thì ra này, 7 mạng bét à thù. Thôi mình xin luôn cái tủ này đi, đẩy thành sân bay luôn anh em ơi, quá hay, đẩy thành sân bay luôn anh em ơi. Voi à, voi chiến à, voi chiến này, voi chiến thì cũng đi luôn này, ăn luôn tủ này đi rồi về. Này thì ra, ra này, ra này. Triệu Vân này, Triệu Vân này, 9 mạng, 8, 8 mạng. Bét A Thu luôn rồi. Voi này, voi này. Fan mình quá áp đảo luôn. Ra cay nhưng mà đâu làm được gì. Cay nhưng mà cậu làm gì được tớ. Hơi lắc tí. Ủa, thì như thế này. Ping, 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 mảng yếu. Mảng yếu mà may không bị gì luôn. Giờ mới chết một mảng. Nãy ping nó đỏ lên nè, nhưng mà không có là mình cũng không chết đâu. 8-1, kiểu này chắc là MVP rồi. Thì kết thúc ván này nhanh đi để mà chúng ta thử bắn PUBG Mobile. Tiếp theo là tựa game PUBG Mobile, tuy nhiên là mình phải chờ tầm 5 phút kể từ lúc tải game, tải data các kiểu rồi vào game nha. Cho nên là với những cái chiếc máy cấu hình thấp như thế này thì các bạn phải xác định chơi những cái tựa game nặng nặng á, là phải là có khả năng kiên trì mà chờ đợi. Bây giờ mới lót vào đây này. Trời ơi, nó lắc mới vào game mà. Rồi coi setting được bao nhiêu. Siêu mượt và trung bình thôi các bạn nha. Đừng có bật khử đăng cưa. Mà cũng không có thiết lập khử đăng cưa luôn. Rồi không biết có bắn được hay không đây. Cảm giác như cỡ như 25 FPS thôi. 20-25 FPS thôi, nó chưa đạt 30 nữa. Không biết có đúng không. Nhưng mà tất nhiên là PUBG Mobile mà cho Exynos 7870 thì kiểu như là người 50kg vác bao gạo 70kg các bạn ạ. Có nhận bản nào mà còn bắn được PUBG Mobile bằng con này thì đúng là giỏi thật. Trước thế có bản comment mà em vẫn còn bắn PUBG Mobile hay là PUBG Lite đó. Chứ con này thì mình nghĩ là bắn Free Fire thôi. Free Fire á thì còn tạm tạm, chứ PUBG Mobile thì nó lắc là thì thôi rồi đó đấy. Nhưng mà cứ cố làm một ván xem sao. Vẫn cảm ứng đa điểm được ha, có nghĩa là vừa điều khiển được cái này vừa vuốt màn hình xuống để mà chỉnh độ sáng. Ô cái gì đây? Rồi lắc. Trời ơi, nó lắc kia thì thôi rồi luôn. Trời ơi, một phần cũng do mạng đấy nha. Ui dạ, nhập được. Ui rồi. Nó lót không kịp là cái đồ đó là đồ gì luôn. Lót từ một giây sau mới biết ra được cái đồ đó là đồ gì. Là các bạn biết cỡ nào rồi. Ôi, quá lắc luôn. Bạn nào mà chơi được phải nói là có tính rất là kiên trì luôn. Nhưng mà mình nghĩ thì chắc cũng vẫn có những cái bản mà chúng ta vẫn còn phải xài những cái con chip thấp mà chơi game. Không riêng gì 7870 này, có thể là một số đồ chip
còn thấp hơn. Anh chàng vẫn nhập được súng, nhập được đồ đấy chứ. Rồi ok, thì xem sao nào, có ai ở đây không, thử solo phát xem nào. Cái này chắc phải chờ vào game tầm 10 phút, 50 phút thì nó mới ổn định. Đợi đợi đây xem sao. Ui, lắc lắc lắc. Lắc lắc lắc. Wow, ảo thật đấy. Với riêng bài ROM các bạn mua trên các sàn thương mại điện tử thì đòi hỏi phải là test kỹ máy nha. Bây giờ là hàng đa số là hàng dựng thôi. Thì cách test máy các kiểu bạn xem lại video review chi tiết của mình để mà biết. Chúng ta test kỹ trong vòng một vài ngày đầu để có gì mà còn đổi trả. Hãy chà chà. Nhập là Skyler Sky. Ui ui. Ái chà, vẫn solo được. Nay thì bắn lén này. Rồi bơm bơm tí nước đi, solo tiếp. Chúng nó bắn thì vẫn bắn được nhưng mà nó lắc thôi. Bạn nào kiên trì thì bắn vẫn được nhưng mà không bắn được. Đâu rồi, khô máu thôi. Hoặc là phải dùng những cái tool á để mà cho kích FPS lên cao hơn một tí, tương tự là lên quân mobile kích lên 60 thì chơi ok, bởi vì cơ bản là con 7870 này hiệu năng của nó là ổn chứ không phải là nó quá yếu các bạn ạ. Nhưng nếu như mà chip yếu mà kích lên là nó drop ping lắm, còn con này thì kích lên mình thấy là FPS vẫn ổn, nên là các bạn có thể là dùng tool nha. Bạn nào mà thực sự là khó khăn mà phải dùng những con máy cũ để mà gaming thì phải là áp dụng những cái cách mà kích FPS lên thôi. Kích FPS và khung hình lên. Ù, lắc thế lắc thế. Rồi thì đây là video mình test game con Galaxy J7 Chrome chạy chip Exynos 7870. Mình tin các bạn đã thấy được hiệu năng của con chip này nó như thế nào rồi đúng không? Rồi thì cuối cùng, nếu như các bạn cảm thấy hữu ích, hãy đừng quên bấm like và đăng ký mua hàng online để ủng hộ mình và đón chờ những cái video về sau. Xin chào và hẹn gặp lại.